Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gia đình ông Vũ Đình Trường ở xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình làm giàu từ nuôi bò sinh sản. Nông dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh chuyển đổi vật nuôi sau dịch tả lợn châu Phi. Nghệ nhân ưu tú Vũ Văn Quyết ở Yên Mỹ, Hưng Yên tích cực gìn giữ và phát huy giá trị tốt đẹp, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Thưa quý vị và các bạn, đến nay Hà Nam đã phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện được 3 trên 20 khu quy hoạch chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt tập trung, đạt 15% so với kế hoạch của đề án đến năm 2020 với tổng diện tích là 21,5 ha. Tổng đàn bò đang được nuôi trong các trang trại tập trung là 313 con. Cụ thể, tại xã La Sơn, xã Vũ Bản của huyện Bình Lục có 4 hộ đang nuôi 116 con, trong đó riêng ở xã La Sơn là 86 con, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân 2 hộ nuôi với tổng số con là 197 con. Hiện tại đàn bò đang sinh trưởng và phát triển tốt, các hộ đang tập trung chăm sóc và phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Ngành nông nghiệp đã thực hiện tiêm phòng bệnh lở mồm long móng định kỳ 2 lần một năm, tuyên truyền vận động các hộ dân tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng định kỳ 2 lần một năm và tẩy giun sán định kỳ 6 tháng một lần một con, tăng cường kiểm dịch động vật đối với bò nhập về để phòng ngừa dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào trong tỉnh và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh tại các khu quy hoạch chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao tập trung. 6 tháng cuối năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu tổng đàn bò thịt, bò sinh sản đạt 32.000 con, đồng thời xây dựng và hoàn thiện hạ tầng 6 khu chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tại các huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, mỗi nơi một khu, riêng huyện Bình Lục 2 khu. Chủ trương phát triển bò thịt, bò sinh sản là một trong những hướng đi chính, song song với bò sữa, đây cũng là giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi do tác động từ dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng nề trong những tháng qua. Cũng giống như những địa phương khác, chú trọng mô hình nuôi bò và các giống vật nuôi mới, biết tận dụng tiềm năng và lợi thế, nhiều hộ dân lựa chọn việc chăn nuôi bò đã có thu nhập cao và ổn định. Gia đình ông Vũ Đình Trường ở xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong phóng sự sau là một điển hình. Sau khi rời quân ngũ, ông Vũ Đình Trường bôn ba làm đủ các nghề trong Nam ngoài Bắc. Cách đây 4 năm, ông cùng gia đình tích tụ hơn 4 hectare đất chuyển hướng trồng cỏ nuôi bò sinh sản. Từ 20 con ban đầu, đến nay đàn bò của ông đã tăng lên gấp đôi. Con bò cái sức kháng của nó tốt, là nó ít bệnh dịch, và bệnh dịch của nó thì nó dễ xử lý. Còn cái hiệu quả kinh tế của nó thì bây giờ là cái thịt bò trong dân, là trong tất cả mọi công việc và bữa ăn bình thường người ta cũng thường sử dụng đến. Cho nên là cái bò bây giờ là không đủ để bán ra thị trường. Cho nên là nuôi chăn nuôi bây giờ nuôi con bò là rất tốt. Bê con sinh ra được ông Trường chọn lọc, bê cái giữ lại làm giống, bê đực sẽ nuôi vỗ béo để bán. Chất thải từ chăn nuôi được ông xử lý bằng công nghệ vi sinh, hạn chế tối đa mùi hôi phân bò để bán tăng thêm thu nhập. Trung bình mỗi năm, nuôi bò sinh sản mang lại thu nhập cho ông Trường trên 350 triệu đồng. Nuôi bò sinh sản đang mở ra hướng làm giàu mới cho người nông dân. Bởi theo tính toán, nếu chăn nuôi bò thịt sử dụng đệm lót sinh học, thì mô hình trang trại tập trung 100 con cho lợi nhuận khoảng 12,1 triệu đồng một con. Sau hơn 4 tháng hoành hành, dịch tả lợn châu Phi đã khiến cho hơn 23.100 con lợn của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh buộc phải tiêu hủy. Theo dự báo, tình hình dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp và khó lường. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo các hộ chăn nuôi không nên vội tái đàn. Quyết tâm không bỏ trống chuồng trại dưới sự định hướng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Quế Võ đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi giống vật nuôi mới nhằm duy trì sản xuất, bù đắp nguồn thu nhập bị sụt giảm. Sau hơn 4 tháng dịch tả lợn châu Phi hoành hành ở 21 xã thị trấn, đã khiến cho hơn 23.100 con lợn của huyện Quế Võ buộc phải tiêu hủy, gây thiệt hại không nhỏ cho các hộ chăn nuôi. Đến nay, dịch bệnh cơ bản được khống chế và không phát hiện thêm ổ dịch mới. Huyện đang đẩy mạnh công tác rà soát, hoàn thiện các thủ tục chi trả hỗ trợ người chăn nuôi, đảm bảo quyền lợi, giúp các hộ chăn nuôi giảm bớt khó khăn, có phương án chuyển đổi mô hình vật nuôi mới trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để bảo vệ tốt đàn lợn cũng như giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, huyện Quế Võ đã tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi ở vùng lợn chưa bị dịch chuyển sang chăn nuôi an toàn sinh học. Những hộ ở vùng dịch có lợn đã bị tiêu hủy thì chuyển đổi sang nuôi con khác để lấy ngắn nuôi dài, chờ hết dịch bệnh mới tiếp tục tái đàn.
chuyển đổi giống vật nuôi là giải pháp trước mắt để chờ dịch tả lợn châu Phi lắng xuống. Các hộ chăn nuôi lại tiếp tục tái đàn. Tuy nhiên, dù chăn nuôi lợn hay các vật nuôi khác, thì các hộ chăn nuôi cũng cần tăng cường công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Có vậy thì chăn nuôi mới phát triển bền vững. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên kết hợp với mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay phần lớn diện tích đất bãi thành phố Hưng Yên đã được thay thế bằng những diện tích cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Xã Quảng Châu là địa phương có 100% diện tích đất bãi với tổng số trên 400 ha. Trước kia, vùng đất phần lớn này chỉ trồng chủ yếu cây ngô, đỗ cho giá trị kinh tế thấp. Từ năm 2012, bà con nhân dân đã cải tạo đất và đầu tư trồng các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Và đến nay, 100% diện tích đất nông nghiệp của xã đã được chuyển đổi sang trồng cây nhãn, cây có múi cho thu lãi bình quân đạt từ 200 đến 300 triệu đồng một ha. Đến nay thì có người thu 15 triệu một sào so với cây ngô, cây đỗ kia thì nó gấp quá nhiều lần rồi. Chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ và nhân dân đi học tập cái mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng như ở Văn Giang, áp dụng vào thực tế của địa phương. Đến nay đã thành lập cái hợp tác xã Cam Việt Gáp, rất là có hiệu quả. Đời sống nhân dân đã từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người cũng trên 47 triệu đồng trên người trên năm. Cũng như xã Quảng Châu, hiện phường Lam Sơn cũng có gần 200 ha trên tổng số 230 ha đất ngoài bãi cũng được bà con chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, gồm 70 ha cam, trên 80 ha chuối, trên 40 ha nhãn. Đất này là đất bãi sông Hồng, đất phù sa phải nói là rất là tốt. Bắt đầu trồng cây cam là từ năm 2012, đến năm nay là của chúng tôi là 7 năm. Cái hiệu quả trồng cây cam phải nói là cái thu nhập về kinh tế và cây cam là cũng rất là tốt. Thành phố Hưng Yên có tổng số 2.900 ha diện tích đất bãi, đến nay đã chuyển đổi được gần 1.800 ha diện tích sang trồng cây ăn quả. Đặc biệt, các xã đã thành lập được 4 hợp tác xã sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, giúp bà con sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, góp phần nâng cao giá trị đất canh tác đạt từ 280 đến 300 triệu đồng trên một ha. Những năm qua, ao làng của các xã Gia Lương, Nhật Tân và Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đều trong tình trạng ô nhiễm bởi tình trạng xả rác và nước thải bừa bãi. Từ năm 2018, ba địa phương này huy động kinh phí và ngày công lao động của nhân dân cải tạo ao làng, xây dựng thành ao bơi hợp vệ sinh, vừa tăng cường phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, vừa tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh sạch đẹp. Ao làng xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc trước kia bị ô nhiễm nặng nề bởi tình trạng xả rác thải bừa bãi quanh ao. Đầu năm 2017, chính quyền và nhân dân xã Nhật Tân kêu gọi các nhà hảo tâm và con em thành đạt ra quê ủng hộ được hơn 2,5 tỷ đồng để cải tạo ao làng thành ao bơi hợp vệ sinh. Ao có diện tích hơn 3.000 m2, được lát đáy và kè bê tông xung quanh. Từ khi hoạt động đến nay, ao bơi này không thu phí, hàng ngày thu hút từ 300 đến 400 lượt người lớn và trẻ em trong và ngoài xã đến học bơi, tắm mát. Để xây dựng ao bơi hợp vệ sinh, người dân và chính quyền xã Nhật Tân đã đồng lòng quy hoạch và xây dựng ao bơi ở thôn thành lập rộng hơn 1.000 m2. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho ao bơi, địa phương này bố trí đặt các thùng rác, các biển cảnh báo độ sâu của các ao, các khu vực dành cho trẻ nhỏ tập bơi, khu vực cho người đã biết bơi và những quy định chung nhằm đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ đến học bơi. Đây là cái sân chơi của các cháu mà tôi thấy rất có ích của, và mà đồng thời nó có lợi cho chúng tôi ở cái chỗ là các cháu không đi xa là một đây. Cái nhất thứ hai là cái nơi mà tập trung đây là đông người nhất mà tạo điều kiện, nó tóm lại là các cháu cái sức khỏe từ ngày mà cái hồ bơi này đi về thực thi rồi thì một trong năm thôn này của xã Gia Lương này là rất nhiệt tình, rất hồ hởi phấn khởi. Mô hình cải tạo ao làng thành ao bơi hợp vệ sinh và xây dựng bể bơi hiện đại ở một số xã trên địa bàn huyện Gia Lộc đã và đang phát huy tác dụng. Tỷ lệ trẻ em biết bơi ở những địa phương này gia tăng, hạn chế tối đa tai nạn đuối nước. Tuy nhiên hiện nay, tính chung trên toàn địa bàn huyện, số lượng ao bơi hợp vệ sinh và bể bơi còn ít. Trên cơ sở hiệu quả của hai ao bơi ở xã Gia Lương, xã Nhật Tân và bể bơi ở xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, cần có kế hoạch nhân rộng những mô hình này. Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã triển khai mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình. Qua 2 năm triển khai, mô hình đã thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia,
nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018 trên địa bàn huyện lên 90% dân số. Mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Lộc triển khai dưới hình thức vận động hội viên phụ nữ thành lập các nhóm, mỗi nhóm từ 6 đến 12 người, mỗi người góp 50.000 đồng một tháng vào quỹ tiết kiệm chung. Số tiền này mỗi tháng sẽ dành mua một thẻ bảo hiểm cho hội viên. Sau 2 năm triển khai, đến nay Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã thành lập được 62 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế với 684 người tham gia. 11 trên 11 hội phụ nữ cấp xã thị trấn nhận làm đại lý bán bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội huyện. Năm 2018, Hội Phụ nữ huyện đã mua được 1.524 thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Mỹ Lộc lên 90%, tăng 10% so với trước khi có mô hình. Với những hiệu quả thiết thực, mô hình phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã làm thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ và gia đình về bảo hiểm y tế, góp phần giúp địa phương duy trì tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã và đang tập trung các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, huyện Nam Sách phát triển thêm được 254 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên hơn 1.000 người. Nam Sách phấn đấu đến hết năm 2019 này, toàn huyện sẽ có 1.200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 100% kế hoạch do Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Để đạt mục tiêu này, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường tuyên truyền về chính sách bảo hiểm nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng đến đông đảo nhân dân thông qua nhiều kênh tuyên truyền như hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở, qua các hội nghị báo cáo viên, qua hệ thống bưu điện và qua các tổ chức hội, đoàn thể. Trong công tác truyền thông, chú trọng hình thức tư vấn trực tiếp và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến chính sách bảo hiểm. Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tổ chức tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn. Đây cũng là một trong những nội dung trong thực hiện mô hình ngày thứ bảy với dân của thị trấn Bình Mỹ. Theo đó, đợt này thị trấn trao tặng thẻ cho 16 người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trị giá mỗi thẻ 375.000 đồng. Tổng nguồn tiền kêu gọi hỗ trợ từ các cán bộ đoàn thể, hội viên, đoàn viên và các nhà hảo tâm. Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa, góp phần động viên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đối với người dân trong diện khó khăn, giúp họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn theo chế độ bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ông Vũ Văn Quyết, sinh năm 1960, ở thôn Mỹ Thượng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, là một trong 4 cá nhân của tỉnh ta, vừa qua vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Trong hơn 30 năm qua, nghệ nhân ưu tú Vũ Văn Quyết không những thực hành tín ngưỡng thờ mẫu đúng với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn tâm huyết gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của đạo mẫu. Ông Vũ Văn Quyết, sinh năm 1960 ở thôn Mễ Thượng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, là một trong 4 cá nhân của tỉnh ta vừa qua vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Trong hơn 30 năm qua, nghệ nhân ưu tú Vũ Văn Quyết không những thực hành tín ngưỡng thờ mẫu đúng với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn tâm huyết giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của đạo mẫu. Với vai trò là phó chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa đạo mẫu tỉnh Hưng Yên, ông quyết định hướng các hội viên trong câu lạc bộ đi đúng đạo, không lợi dụng tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan. Ông còn tích cực tham gia liên hoan diễn sướng hầu đồng ở nhiều nơi để mang cái hay cái đẹp của tín ngưỡng thờ mẫu đến với công chúng. Nghệ nhân ưu tú Vũ Văn Quyết đã được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo tồn văn hóa đạo mẫu Việt Nam. Đi vào hoạt động từ năm 2018, Trung tâm Văn hóa huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã được quy hoạch bài bản, tạo ra không gian để quần chúng nhân dân tham gia vào hoạt động tập thể cũng như rèn luyện sức khỏe, bổ ích dịp hè này. Qua đó đã góp phần phát triển phong trào thi đua thể dục thể thao quần chúng. Với tổng diện tích khoảng 38.600 m², Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Yên Khánh đã tạo ra không gian vui chơi, rèn luyện thể thao thoáng mát, rộng rãi và thuận tiện. Tại đây nhiều lớp học được mở ra đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Lớp tập yoga này hiện đang thu hút hàng chục chị em từ các xã, thị trấn đến tham gia tập luyện mỗi ngày nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng cơ thể. Vào mỗi buổi chiều có khá đông người lớn và trẻ em đến đây để tận hưởng bầu không khí trong lành, đi bộ tập thể dục
hay đơn giản là thư giãn với thú vui thả diều. Trung tâm văn hóa thể thao của huyện đã thật sự phát huy được vai trò hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con, tạo ra phong trào tập luyện thể dục thể thao sôi nổi. Mặc dù đã cuối vụ sản xuất nhưng tình trạng bao đựng chai vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi trên các cánh đồng vẫn diễn ra khá phổ biến, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình. Không thiếu loại rác thải thuốc bảo vệ thực vật nào, từ vỏ bao đựng thuốc, lọ nhựa đến chai thủy tinh chứa thuốc bảo vệ thực vật. Tất cả được người dân dùng xong và xả bừa bãi ra khắp các xứ đồng, từ đường làng, bờ vùng, mương máng, thậm chí ngay cả dưới ruộng lúa. Chưa kể việc hiện nay, tình trạng sử dụng thuốc trừ cỏ cũng đang được một số hộ nông dân sử dụng bừa bãi, không theo hướng dẫn của ngành chuyên môn và thiếu sự giám sát diễn ra ở nhiều địa phương, đã và đang tác động trực tiếp tới môi trường sống của nhiều khu dân cư và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng của nhiều loại nông sản. Lâu nay trong sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân luôn sử dụng hóa chất để diệt cỏ cả trên bờ và dưới ruộng. Tuy biết là độc hại nhưng nhiều người vẫn sử dụng bởi không tốn công và mất sức lao động. Thực tế, thuốc diệt cỏ không chỉ ảnh hưởng đến con người và môi trường mà còn phá vỡ hệ sinh thái, động thực vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định loại bỏ hoạt chất paraquat glyphosate có trong thuốc trừ cỏ, cấm buôn bán sử dụng ở Việt Nam. Gia đình bà Vũ Thị Hạ ở thôn Ái Quốc, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà đang tranh thủ cấy lúa cho kịp thời vụ. Trước khi gieo cấy, bà Hạ cũng như nhiều gia đình khác ở xã Quyết Thắng đều phun thuốc diệt cỏ cả ở trên bờ và dưới ruộng. Theo bà Hạ cho biết, việc mua và phun thuốc diệt cỏ rất đơn giản. Với loại thuốc phun trên bờ, lâu nay người dân quen gọi là thuốc cỏ cháy, còn thuốc diệt cỏ dưới ruộng gọi là thuốc dẫn lưu. Nhiều người quan niệm rằng phun thuốc trừ cỏ nhanh và không mất nhiều sức lao động như trước. Tôi thường thường là dùng mỗi một xào là một bình của bờ, và dùng cái lưu dẫn ở trên bờ. Xong khi đó thì dưới ruộng thì cấy xong thì người ta lại, tôi lại giải tiếp là hai xào một cái lọ Heco đấy. Đấy, của một xào. Thế xong rồi là một vụ chỉ có hai lần như thế là xong thôi. Chính vì việc sử dụng thuốc diệt cỏ đã trở thành thói quen của nông dân, nên chỉ cần nhìn các bờ ruộng như thế này là đã khẳng định không chỉ ở xã Quyết Thắng mà ở nhiều địa phương khác, nông dân đều sử dụng thuốc diệt cỏ. Điều đáng lo ngại hơn nữa là người dân không chỉ sử dụng thuốc diệt cỏ ở bờ ruộng và dưới ruộng canh tác mà còn sử dụng ở cả hai bên đường và thậm chí biết là độc hại nhưng họ vẫn sử dụng. Theo các nhà chuyên môn, thuốc diệt cỏ mà bà con nông dân quen gọi là thuốc cỏ cháy chính là thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất paraquat mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định cấm buôn bán và sử dụng ở Việt Nam. Bởi đây là hoạt chất gây độc hại trực tiếp với người sử dụng. Nếu không may để bị nhiễm hoạt chất này sẽ phá hủy nội tạng cơ thể, không có thuốc chữa. Cái thuốc trừ cỏ cháy nhanh ấy thì là hiện nay đã cấm có hiệu lực từ đầu năm 2019. Thế còn đối với cái thuốc trừ cỏ mà bà con ta gọi là chết chậm hay là thuốc trừ cỏ lưu dẫn và phun ở bờ đấy, thì Bộ Nông nghiệp cũng đã ban hành cái quyết định là cấm từ tháng 6 năm 2020 thì bắt đầu có hiệu lực là cấm hoàn toàn. Tình trạng sử dụng thuốc trừ cỏ vô tội vạ đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, trước tiên là người trực tiếp sử dụng. Khi phun thuốc trên kênh mương, hoạt chất tan theo nước, chảy đến nơi khác và tích tụ trong động vật thủy sinh và con người sẽ bị nhiễm hóa chất khi sử dụng động vật thủy sinh làm thức ăn. Không những vậy, với khả năng cực độc, hóa chất này chỉ hấp thụ qua cây trồng một tỷ lệ nhỏ, còn lại sẽ thấm vào đất, hòa vào nước, gây ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, mất cân bằng hệ sinh thái. Đó là nguyên nhân khiến cho tình hình sâu bệnh trên cây trồng ngày càng phức tạp. Thay đổi thói quen sử dụng thuốc diệt cỏ của nông dân là rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là cùng với kiên quyết thực hiện nghiêm quy định loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đối với những hoạt chất cực độc, cần phải tăng cường truyền thông giúp cho từng người dân thấy được tác hại của việc sử dụng những loại thuốc diệt cỏ cực độc để tạo sự chuyển biến về nhận thức, không sử dụng thuốc diệt cỏ thay thế cho việc nhổ cỏ bằng biện pháp thủ công nhằm tránh độc hại cho sức khỏe và bảo vệ môi trường sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.